học sinh lớp 9 tại Hà Nội tử vong một ngày sau tiêm vaccine. Tối ngày 28 tháng 11, lãnh đạo xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, một trường hợp nữ sinh học lớp 9 mới tử vong một ngày sau tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, nữ sinh được tiêm vaccine vào lúc hơn 8 giờ 14 phút sáng ngày 27 tháng 11 theo kế hoạch của nhà trường. Trước khi tiêm, được các bác sĩ sàng lọc đầy đủ, không có vấn đề gì về sức khỏe. Sau khi tiêm xong, nữ sinh này được theo dõi và sức khỏe bình thường. Đến sáng ngày 28 tháng 11, nữ sinh này có vấn đề về sức khỏe nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cấp cứu. Sau đó, cháu được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, nữ sinh này đã tử vong. Về nguyên nhân tử vong, đại diện xã Nhị Khê cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ, chưa có kết luận. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhị Khê cho hay, sau sự việc, từ chiều nay, cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Các cơ quan chức năng của thành phố, huyện, xã cũng đã xuống gia đình thăm hỏi, chia buồn. Cũng theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã, hiện gia đình đang lo hậu sự và sáng mai sẽ tiến hành hỏa táng chôn cất theo phong tục của địa phương. Phía gia đình cũng bày tỏ sự thông cảm và mong muốn các cơ quan chức năng kết luận rõ nguyên nhân. Về việc tiêm vaccine cho học sinh trên địa bàn, lãnh đạo xã thông tin vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch. Trước đó, ngày 23 tháng 11, Hà Nội chính thức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi. Tính đến hết ngày 26 tháng 11, toàn thành phố đã tiêm được 266.281 mũi tiêm cho học sinh lớp 10, 11, 12. Từ ngày 27 tháng 11, thành phố bắt đầu tiêm vaccine cho học sinh lớp 9. Trung tâm điều trị người bệnh COVID-19 của bệnh viện đã điều trị thành công cho một trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 nặng bằng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể ECMO, cấp cứu di động hay còn gọi là ECMO Mobile, phương pháp hỗ trợ hô hấp cuối cùng cho những trường hợp nguy kịch do COVID-19. Trước đó, sau khi phát hiện mắc COVID-19 ở tuần thai thứ 27, chị TH, 28 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình, đã nhập viện điều trị và sinh con vào ngày 19 tháng 8 tại Bệnh viện Trưng Vương. Bệnh nhân sau đó diễn tiến suy hô hấp nguy kịch, không đáp ứng với thở máy nên đã được ekip y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 cơ động sang tiến hành thực hiện ECMO cấp cứu di động và chuyển về Trung tâm điều trị người bệnh COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 từ ngày 27 tháng 8. Được biết đây cũng là trường hợp ECMO mobile đầu tiên của bệnh viện, đòi hỏi cao hơn so với can thiệp tại chỗ. Sau 91 ngày điều trị, bệnh nhân đã dần hồi phục và được xuất viện vào chiều ngày 27 tháng 11. Được biết thời gian Bệnh viện Quân y 175 cũng đã cứu sống nhiều sản phụ nguy kịch. Các bác sĩ nơi đây từng có sáng kiến chia sẻ một máy ECMO cho hai sản phụ trong giai đoạn cao điểm bùng phát dịch. Nhiều tháng nằm bờ vì dịch COVID-19, thời điểm này ngư dân các tỉnh miền Trung lại tất bật chuẩn bị cho vụ khai thác hải sản cuối năm. Tuy nhiên, mọi chi phí cho thuê chuyến biển tăng lên và lao động nghề biển thì lại thiếu, khiến khó khăn lại chồng chất khó khăn, ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Đối với tàu cá làm nghề lưới vây, hiện nay đang là lúc cao điểm thay mới ngư lưới cụ trên tàu. Thế nhưng, giá các vật tư đều tăng lên 20% đến 30% so với trước thời điểm bùng phát dịch. Không chỉ tăng giá, mà lượng hàng về cũng không đủ để cung ứng cho bà con. Bây giờ khi mà dịch bệnh vừa kiểm soát được quay trở lại để mà sản xuất thì giá cả vật tư tăng lên, vật liệu tăng lên, giá công nhân chi phí tăng lên tất cả mọi thứ. Hiện tại là những nhà máy sản xuất lưới hoặc là dây bô này cái kia nào mất sản phẩm thì thiếu hàng cung ứng cho bà con ngư dân rất là nhiều, mà giá cả đội lên rất là cao, tăng khoảng tầm 10-20%. Để có thể vươn khơi khi thời tiết thuận lợi, tìm cách bù lại khoản thu nhập do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, ngư dân đã tập trung cải hoán tàu cá, sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị trên tàu để nâng công suất khai thác. Việc đầu tư này cũng giúp ngư dân giảm bớt khó khăn về nhân lực trong từng chuyến biển. Là lưới chài, ghe cổ, máy móc, trang thiết bị được cải thiện, được cải tạo rất là quy mô, đầu tư quy mô. Có những cái thuyền nghề người ta làm quy mô lắm ấy. Đầu tư mình sẽ đóng thêm tiền thuyền lớn và tàu lớn, công suất lớn đó mà kịp theo với các cái đoàn cá cũng như các cái tỉnh bạn, thì nói chung là lưới dài là chài rộng, cá rồi nó ví dụ như cái công suất của mình mà lớn mạnh thì mình đuổi cá kịp, và lưới nó dài, thuyền nó dài thì mình đánh nó được. Và trong lâu dài chứ còn nếu hồi hiện đại hóa tàu cá mà cái người lao động trên tàu cá không biết về khoa học kỹ thuật, không sử dụng được các cái trang thiết bị hiện đại trên đó thì nó lãng phí và nó không có đạt được cái mục tiêu mình đặt ra.
Thì trước đây thì nó cũng tắt cái việc đó. Tuy nhiên thì trong 2 năm ở đây thì chúng tôi đào tạo cũng khá nhiều, 500-600 cái lao động. Thì cũng bằng cái tiền của nhà nước hỗ trợ một phần, đủ tiền của ngư dân người ta bỏ ra để mà người ta đi học, để có được tay nghề và đi trên những cái tàu cá mà đã có trang thiết bị hiện đại. Với ngư dân, chuyến đi biển cuối năm không chỉ chở theo niềm hy vọng đánh bắt được nhiều hải sản để có cái Tết ấm no, sum vầy, mà còn là niềm tin vào sự yên bình của mùa biển mới. Tiếp tục với những vấn đề thời sự đáng quan tâm khác. Sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội để phòng chống dịch, nhiều dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải đang tập trung thi công, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn. Đến hết tháng 11 này, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân gần 32.000 tỷ đồng, đạt 73,4% kế hoạch một năm và mục tiêu đặt ra là sẽ giải ngân tối thiểu đạt 96% trong năm 2021, đáp ứng yêu cầu tại nghị quyết 63 của Chính phủ. Tại công trường gói thầu XL01 thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn Thanh Hóa, Diễn Châu Nghệ An. Dù mới bắt đầu triển khai từ cuối tháng 6 2021, nhưng khối lượng thi công đã vượt kế hoạch, đặc biệt là công tác đào đất phong hóa, xử lý nền đất yếu, cũng như giải quyết nhanh việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo mỏ vật liệu phục vụ thi công. Thì chúng tôi cam kết là sẽ đảm bảo về tiến độ cũng như là chất lượng của công trình đúng thời hạn là 24 tháng, tính từ ngày 16 tháng 7 năm 2021. Gói thầu XL04 cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu với chiều dài hơn 10 km qua địa bàn huyện Yên Thành và Diễn Châu của tỉnh Nghệ An đang được tập trung thi công 3 ca mỗi ngày. Do yêu cầu về tiến độ, hàng loạt công trường phải thực hiện thi công ban đêm, nhất là khoan cọc nhồi, đúc nền móng cho nhiều cây cầu bắc qua sông. Tiến độ đều đảm bảo kế hoạch đề ra. Thi công cả buổi đêm là có thể là trong điều kiện thời tiết thuận lợi nhất thì vẫn cố gắng triển khai tích cực. Một ngày cố gắng đáp ứng được 3 ca là 24/24. Theo Bộ Giao thông Vận tải, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam trong 11 tháng qua đã giải ngân được gần 11.900 tỷ đồng, đạt 81,5% kế hoạch, chủ yếu nguồn vốn này để thanh toán khối lượng thi công. Ngoài ra, toàn ngành giao thông 11 tháng qua đã giải ngân gần 32.000 tỷ đồng, đạt 73,4% kế hoạch năm từ nay đến 31 tháng 1 2022. Tháng 11, tháng 12 là phải tập trung thi công và có khối lượng để có thể thực hiện việc thanh toán, việc giải ngân tận 14.000 tỷ. Tức là bình quân là một tháng là khoảng gần 7.000 tỷ. Đây là một cái áp lực rất là lớn. Nhưng để có thể thực hiện được cái kết quả này thì về phía Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Bộ trưởng đã thành lập cái tổ công tác đặc biệt để thúc đẩy công tác giải ngân do trực tiếp Bộ trưởng làm tổ trưởng. Bộ Giao thông Vận tải cũng phê bình các dự án cao tốc Nha Trang, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Mỹ Thuận, Cần Thơ vì có nguy cơ không đạt yêu cầu kế hoạch giải ngân. Những dự án không đạt kế hoạch thì Bộ sẽ truy trách nhiệm người đứng đầu, các ban quản lý dự án. Đây cũng là tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm.